Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình sẽ quay lễ hội đua ấp pin bom bóp của người dân Khmer nha các bạn. Không khí chuẩn bị nè. Bây giờ chúng ta sẽ vào chợ nha. Tôi đây là nhóm bạn cùng đi xem video nha các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem xung quanh. Chơi với bạn ơi, vậy chị Giang nha. Đây là mấy bạn đi xem video này nha các bạn, rất là vui tính. Nắng ấm quê tôi. Thì hôm nay cũng mới về đây quay này à. Ở Dọc Kiền á. Mình ở đâu? Ở đâu? Biết. Ở đó cũng có chạy vô hay quay xe cuốc mấy chút đất ở trọng không? Vậy là như ở Thái Quảng như có cũng có đua năm nay đó mà phải không? À tổng quản, à chứ rồi tổng quản đua ở dưới Phước Long nữa nè. Rồi đúng rồi. Rồi anh cũng có quay dưới đó. Đặc sáng này khoảng 8 giờ là nó bắt đầu không khí quá trời mấy bạn ơi. Đây bán đồ quá trời luôn nè các bạn. Thầy nói bảo cà sĩ về đây nè. Cà sĩ à? Ở khu này là khu chợ của trung tâm chợ của thị trấn Hồ Ao các bạn. Đây là ngay cầu Hồ Ao mới làm được rồi nè mấy bạn, mới làm được mấy tháng rồi nè. Tổng công ty viễn thông Viettel xin trân trọng thông báo từ ngày 1 tháng 6. Rồi bên đây là khu trung tâm hành chính của thị trấn Hồ Ao nha. Quá trời nhiều người đi xem video à các bạn ơi. Giờ chúng tôi đang di chuyển xuống cho chỗ đua nha các bạn. Chỗ này bán nhóc hết trơn đồ ăn hết trơn.
đây trưng bày và buôn bán rất là nhiều thứ nha các bạn. Còn bên đây thì bánh quá trời luôn ạ. Dọc đường là buôn bán nhóc đồ ở trên này. Ở đây là thức ăn nhanh. Trời ơi, muốn quạt quá trời luôn kìa. Rồi bây giờ xuống tới dưới đây là như dưới đây là cái chỗ tập kết để đua nè mấy bạn. Dưới kia là bãi tập kết đó, ở đây chuẩn bị cuộc đua cho sáng nay các bạn ơi. Bữa nay là ngày 11/11/2019 nha. Quá dài người luôn. Là khán đài để tập kết cho trận đua sáng nay nha mấy bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vòng vòng để tham quan xem cái không khí cho cái ngày hội nha. Và bây giờ chúng ta sẽ xuống đây. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tại Gia Hạ,